Cuối cùng thì Hero Team của mình cũng đã đạt được hai cái nút vàng rồi bạn ơi. Một cái là của mèo Simmy nè, một cái là của Phong Cận TV. Và sắp tới đây Hero Team bọn mình sẽ có thêm hai cái nút vàng nữa, đó chính là của anh Mr. Dịch nè, với lại là của anh Siro các bạn ơi. Đó. À quên đã, quên mất từ nãy giờ quên chào các bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi. Thì ok bạn ơi, bạn đang thấy nè là hiện tại kế bên mình nè là đang có đầu tiên xin giới thiệu bạn, đó chính là anh trưởng team của Hero Team. Xin giới thiệu bạn, đó chính là anh Mr. Dịch Bầu. Hello mọi người đi anh, chào mọi người đi. Yeah! Xin chào các bạn, mình là Mr. Dịch Đẹp Trai đây. Mà các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ cho mình để có được bộ tứ chịu sạch các bạn hết rồi. Trời ơi, Mr. Dịch xấu trai có chứ đẹp trai gì. Rồi ok, tiếp theo nữa, xin theo các bạn, đây một thành viên đang cúi đầu rất là nhiều. Từ nãy giờ anh ấy đang rất là muốn được chào luôn. Bây giờ xin theo bạn, đó chính là Mèo Simmy. Chào mọi người đi Mèo Simmy. Chào mọi người đi. Ok, hello, chào mọi người Mèo Simmy này. Annyeong, hi hi. Rồi ok, Mèo Simmy đã chào rồi các bạn ơi. Bây giờ là thành viên cuối cùng nha. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là ok, chúng ta cùng nhau vào video thế nào anh em ơi. Rồi ok thôi, thôi kệ đi anh em, cái ông đứng ở phía giữa kệ ổng đi, ổng cứ chào biết rồi, coi như là ổng chào rồi ha. Ok rồi xong, cái Ron tức quá, cái Ron đập đầu vô tường luôn các bạn ơi. Đồ vô chắc quá. Ok ok rồi, rồi thôi được rồi, cái thôi được cái chào nè, chào nè. Ơi xin giới thiệu các bạn, đây chính là Kairon TV. Chào mọi người đi. Ok các bạn ơi, các bạn đừng quên subscribe cho mình, cho mình lên chịu sập luôn nha. Mình cũng gần chịu sập rồi. Ồ đúng rồi. Mấy bạn ơi, cái thành viên của Hero Team đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó anh em đó. Mình đã đạt được một cái nút vàng nè, Simmy một cái nút vàng, anh Dịch với anh Siro sắp tới cũng sẽ có nút vàng. Mấy bạn nhớ là hãy gọi là subscribe đăng ký hộ cho mọi người trong Hero Team để cho full Hero Team đạt nút vàng luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, thì bạn ơi, hiện tại nè các bạn đang thấy là Hero Team bọn mình đang đứng ở trong một cái căn phòng bằng kim cương nè anh em ơi. Thì đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây. Mấy bạn có thấy gì ở trên cái bức tường không? Đây, hồi nãy đầu video mấy bạn cũng đã thấy rồi đúng không? Đây chính là hai cái nút vàng các bạn ơi. Đó, một cái là của mình nè, đó, một cái là của mèo Simmy nè, đó, hai cái nút vàng. Thì hôm nay Hero Team bọn mình, bởi vì là ai cũng muốn có nút vàng hết, cho nên mình đã gọi là mời mọi người vào trong một con map này để chơi cùng với mình. Đố mọi người con map này là con map gì, có ai biết không? Có ai biết map này là map gì không? Map phá hủy nút gỗ các bạn. Tào lao, nút này là nút vàng chứ nút gỗ hay nào? Rồi Simmy, cái nút vàng mình nó giống cái nút gỗ quá vậy. Cái ông bị mù màu hả? Cái này là cái màu vàng của ta mà ông kêu cái màu gỗ là sao? Đồ mù màu. Ok. Rồi. Đúng rồi. Ủa Dịch, anh đang làm gì Dịch? Ôi, Dịch cái nút vàng vậy. Dịch ăn cắp nút vàng. Trả đi. Có nút vàng. Trả cho em. Ơi, tính ra cái này là nút vàng của em nha. Trời ơi bạn ơi, anh Dịch gian xảo quá. Anh Dịch tính lấy nút vàng của mình bạn ơi. Trời ơi, trả đây. Thôi tôi mang nút vàng tôi ra sau lưng tôi gắn tôi giấu. Trời ơi ông Dịch ông tính trộm cái nút vàng của mình đó bạn ơi. Ok, bỏ đây đi. Ok, nằm im đây nha con. Rồi. Hả? Thôi được rồi. Thì nói chung á bạn ơi, thì ai làm YouTuber thì cũng muốn có được một cái nút vàng hết, cho nên là hồi nãy anh Dịch anh cậy cái nút vàng của mình ra bạn ơi. Đó, anh Dịch ảnh cũng rất là muốn có cái nút vàng rồi. Cho nên là hôm nay mình đã mời Hero Team vào đây để chơi chung với mình một con map. Con map này có tên là cuộc thi đào nút vàng. Ta da, nghe hấp dẫn không? Nghe hấp dẫn không? Mà lắm mình đi đào nhau như vậy. Ừ, trời ơi. Mọi người ai cũng ước mơ có nút vàng đúng không? Bây giờ mọi người đi theo em này, em sẽ chỉ cho mọi người một cái nơi mà chúng ta tha hồ đào nút vàng luôn. Nút vàng có ở khắp nơi luôn, tha hồ mà đào. Ok. Rồi, hôm nay Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau đi đào nút vàng nha anh em. Đó, nút bạc là xưa rồi, giờ là chỉ có đi đào nút vàng thôi anh em ơi. Rồi ok, bắt đầu nha. Bắt đầu nè. Vô. 3, 2, 1. Bùm. Rồi. Ui, mình được chung team với anh Dịch nè. Hello anh Dịch. Trời ơi anh Dịch ơi, em với anh đúng là gọi là có tình duyên với nhau quá. Anh với em gọi là được chung team với nhau nè. Ủa sao mình chung team với Weibo? Sao mình chung team với Simmy? À vậy là bây giờ là Kairon đã được chung team với Simmy nè, còn mình thì chung team với anh Dịch đó bạn ơi. Đó, hai cặp tình nhân yêu nhau chung team với nhau đó, còn mình với anh Dịch chung team với nhau. Trời ơi, em biết là anh Dịch thích em mà. Trời ơi. Ủa gì đâu ối, em giỡn làm gì ghê vậy. Ok. Nè Dịch ơi, Dịch, anh nhìn thấy có cái gì ở đằng sau lưng mình không? Đây, anh thấy mấy cục vàng đây không? Xin giới thiệu anh, đây chính là nút vàng đó. Bây giờ xem em nè, em đào cho anh coi nè. Đó, em đào được một cái nút vàng rồi nè. Nè, anh coi em đặt ra nè. Ủa? Đó, thấy không? Ghê không? Sao vậy? Ghê không? Cái này là cái nút vàng á.
Đó, hai nút vàng luôn. Đó, hai nút vàng. Bây giờ nè, anh muốn bao nhiêu nút vàng cũng được hết. Anh chỉ cần ra đây anh đào nè, thấy không? Đào, 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 đào nè, đó. Đào thêm được cái nút vàng nữa, đặt ở đây. Đó, chúng ta đã có được ba nút vàng ở. Nghe ghê không? Ok. Ủa, không lẽ mình cứ chỉ nhảy lụm nút vàng chơi vậy thôi hả? Không có, không có. Chúng ta sẽ đào nút vàng nè. Sau đó chúng ta sẽ qua bên đây nè. Anh nhìn nè. Ở chỗ này hiện tại là đang có một con robot nè. Anh thấy không? Anh chỉ cần bấm vào nó thì nó sẽ cho anh gọi là những cái phần này là chẳng hạn như là cúp nè. Đó, cúp nè. Tiếp theo nữa là vũ khí nè, kiếm nè. Đó, cái kiểu kiểu. Đó, hoặc là anh có thể đổi thành tiền nữa. Rất là nhiều thứ luôn. Đổi thành đồ ăn cũng được nè. Và sau đó là chúng ta sẽ đào thật là nhiều. Chúng ta đổi thành vũ khí và chúng ta tiêu diệt Simmy với Kairon. Anh hiểu không? Rồi, biết rồi. Ok, Kairon với Simmy cẩn thận đó. Chuẩn bị xem Mr. Dịch với Phong Cận tiêu diệt hai người đây. Trời ơi. Trời, sợ mà muốn gớt cái tim ra. Mà sợ mà nó sợ mà hồi hộp trời. Ok, trời ơi, à khinh thường người khác. Mấy bạn ơi, Kairon khinh thường người khác các bạn ơi. Kairon kêu không sợ mình với anh Dịch. Bây giờ nha, bạn nào mà là fan của mình với anh Dịch thì mấy bạn hãy comment là Phong và Dịch. Bạn nào mà là fan của Simmy và Kairon thì các bạn hãy comment là Simmy và Kairon để xem coi fan có ai đông hơn nha các bạn nha. Mình cá chắc là fan của mình đông hơn rồi. Trời ơi. Đúng không anh Dịch? Đúng rồi. Đúng rồi, fan của em với anh là phải đông hơn. Chưa chắc nha, coi chừng là mấy bạn fan thích gọi là quy bộ. À nhỉ, à, thích cặp đôi Simmy Cuyon. Gì thích quy bộ. Tin nào tôi bạn rồi không? Tin nào? À gì, em biết gì Kairon giỡn mà, alo. Trời ơi, thấy chưa, chưa gì là bên team của Kai với Sim đã cãi nhau rồi bạn ơi. Trời ơi, đúng là mất tình đoàn kết. Làm sao mà gọi là yêu thương nhau được, đúng rồi. Trời ơi, mình mới giả bộ cãi nhau thôi mà bên kia tin thiệt Sim ơi. Trời ơi, ai tin, trời ơi. Cãi nhau chẳng thôi, bây giờ quê chứ mày đặt giả bộ. Mày đặt giả bộ đồ, ôi. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn nha. Trên cái kênh YouTube của tôi với anh Dịch đã có rất là nhiều bạn gọi là thích tôi với anh Dịch quay video chung nhau luôn. Bởi vì mọi người rất là thích ship cặp tôi với anh Dịch đó. Cho nên thực ra thì tôi cũng rất là thích ship cặp ông với Dịch đó, anh em cứ cố gắng nhá. Đó, cho nên là fan của Phong Cận với fan Dịch là nhiều hơn rồi, đúng không Dịch? Trời ơi. Trời đúng rồi. Cái này mà không vượt qua làm sao không vượt qua được sống dỗ cuộc đời. Đúng rồi, trời, ok. Chibi còn bác bỏ ý kiến của mình. Để mình xem coi. Ôi, mua cái cúp đá là đến tận 30 cái nút vàng lận. Em phải ra em đào thêm em mới được có 24 cái à. Ok, phải đào thêm mấy bạn ơi. Đào thêm và chúng ta mua vũ khí nha. Team Kairon với team Simmy đã lên được cúp gì rồi? Mình lên cúp kim cương bạn. Sao? Ai tin? Gì? Simmy lên cúp vàng luôn hả? Chưa ghê vậy? Wow. Hay quá. Ok rồi, để mình chế cúp đá. Ê Dịch, Dịch ơi, em nói anh nghe nè. Dịch, anh nghe nè. Em biết cách nào để chế ra cúp vàng rồi anh? Không. Bây giờ nè, anh đứng im nha. Em dùng cái cúp đá, em đâm vô đít anh, em rút ra cái thành cúp vàng liền. Cái gì? Giỡn. Sim có vấn đề gì nhận thức không? Sao Sim cầm cây gọi là cây cúp gỗ mà Sim nói là cây cúp vàng? À, hóa ra là Simmy xạo xạo bạn ơi. À, lộ rồi nha. Lộ rồi nha. Trời ơi, thôi tôi chơi với ông mệt quá rồi. Rồi xong, Simmy không chơi chung với Kairon nữa rồi. Ok, đó, thấy không? Mất tình đoàn kết liền. Trời ơi, làm sao bằng em với anh được, đúng không Dịch? Đó, bên kia lại tin. Sống dấu cuộc đời. Đó, mình mới giả bộ cãi nhau, bên kia lại tin Simmy. Lại quê, lại nói giả bộ đồ. Ok. Giờ đây, cố gắng lên anh. Bọn mình phải gọi là chiến thắng được Simmy với Kairon. Tại anh biết sao không? Là bây giờ em với anh là hai thằng con trai rồi. Bên kia là chỉ có một thằng con trai thôi với lại một đứa con gái. Mà hai thằng con trai mà thua một đứa con gái là nhục lắm anh. Cho nên là phải thắng nhanh. Trận này nhất định phải thắng á. Mình nhất là mình phải thắng. Cho đúng rồi. Dằn mặt nó chơi. Ok, đào thật là nhiều nút vàng vô anh. Trời ơi. Đào nhiều vô. 1 hour later. Rồi ok bạn ơi, mình đã đào được đến tận gọi là 2 stack gọi là nút vàng rồi đó bạn ơi. Quá trời nút vàng luôn. Bây giờ mình sẽ lít vào đây và mình sẽ chế cho mình ra một cái cúp mạnh hơn nha. Ok, cái cúp mạnh hơn sẽ là cúp vàng, cúp kim cương nè. Ok, bây giờ mình xem coi. Hình như là mình phải đổi tiền trước. Mình đổi qua đây nè, sau đó mình sẽ đổi được block vàng. Đó, đổi thành block vàng nè. Rồi ok, sau đó bấm vào đây. Và mình sẽ đổi cho mình được một cái cúp vàng các bạn ơi. Đó, cúp vàng nha. Ok, mình đã có được cúp vàng rồi nè. Ok, ủa mà sao cái cuộc thi đào nút vàng này á, mình để ý là nó khó á bạn ơi. Đào từ nãy giờ mà mình mới nâng được lên cái có mỗi cây cúp bằng vàng à. Không biết đến khi nào mình mới lên được cúp kim cương, cúp cầu vồng đây. Ồ, mình nghe nói là trong cái cuộc thi này là nó có một cái cây cúp có tên là cúp cầu vồng cực kỳ xịn luôn. Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng rồi là đào thành công được cái cây cúp bằng cầu vồng nha. Ok, đào thêm bạn ơi, đào thêm.
mình sẽ tập trung đào thật là nhiều luôn các bạn ơi. Ủa vậy đây, vậy đây, anh được cái cúp gì rồi? Ui, anh được cúp kim cương luôn hả? Xịn vậy. Kim cương rồi nào. Trời ơi, cúp kim cương luôn rồi. Trời ơi, anh dịch được cúp kim cương luôn mà mình mới được có cúp vàng à. Chứ sao mình yếu đuối vậy ta? Ok, mình phải đi lượm thêm mới được, lượm thật nhiều luôn. Anh dịch giờ này là... mới được cúp kim cương rồi. Ủa chứ cay được cúp gì rồi? Cay được cúp gì rồi? Mình được cúp gì á? Để đâu để mình vô mình đọc coi. Mình được cúp lục bảo luôn rồi nè bạn ơi. Gì? Cúp lục bảo luôn hả? Trời ơi, chết rồi. Ok ok. Giờ đây, em nói anh nghe nè. Kairon được cúp lục bảo luôn rồi. Bây giờ em không thể nào thua Kairon được. Anh hãy đào thật là nhiều nút vàng, sau đó anh cho em nha, để em mua cúp kim cương, em qua em giết Kairon luôn. Được không anh? Được em, anh cho em cúp mạnh nhất vũ trụ này qua đào cho lõm luôn thằng quốc được. Đúng rồi, để tí nữa em qua em lấy cái cuốc, em cuốc vô cái đầu của Kairon luôn, trọng gọi là thua em mới được. Ok, qua cuốc cái đầu. Ok rồi. Cái gì ghê gớm dữ vậy? Oh my god. Rồi xong tôi qua tôi giết Kairon, xong tí nữa tôi qua tôi giết luôn Simmy luôn ấy, chứ tưởng hả tụi con gái à tôi không giết hả? Hả? Dịch ơi, chúng ta phải thắng trận này nhanh. Ok. Rồi đào nhiều hơn. Chim ơi, sợ quá, sợ mà tim nó đập bình bịch, mà sợ mà tim nó đập bình bịch mà nó hồi hộp gì đó. Gáy đi. Dịch anh đào được nhiêu à? Anh đưa em. Được đâu? U, quá trời luôn. Ui, anh Dịch đào được nhiều vậy? U, quá trời bạn ơi. Ui, một nùi nút vàng luôn bạn ơi. Coi nè, trời ơi, nhiều vãi đạn. Ok rồi, để mình qua mình chế thành kiếm cầu vòng, xong mình qua mình giết Kairon, giết Simmy luôn bạn ơi. Ok rồi, lít vô cao ông này nè. Sau đó mình sẽ đổi qua thành block vàng. Đó, đổi qua. Ok, nhiều quá trời nhiều luôn. Rồi, đổi thành cuốc nè. Bây giờ mình sẽ cố gắng để mình lên được gọi là cuốc cầu vòng luôn nha anh em. Nhưng mà cuốc cầu vòng có lẽ là hơi khó á. Chắc là mình sẽ mua kiếm đi. Mình mua kiếm để mình qua mình giết Kairon với Simmy cho nó ghê. Đó, ok rồi. Đổi nè. Ok, đổi từ lên. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ mua cho mình vũ khí nha. Đầu tiên mình sẽ mua cái cây này nè. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu mua từ rồi chúng ta sẽ mua được cái kiếm mạnh nhất luôn nha. Anh Dịch, bây giờ em nhờ anh này nè. Dịch đây. Em nhờ anh nè. Bây giờ anh hãy đào giùm cho em một cái đường qua bên tới nhà của Simmy với Kairon đi. Em mua được cái kiếm xong em qua em giết hai người đó luôn. Được không anh? Được, để anh. Ok, rồi anh ráng đào nha. Còn em sẽ vào đây em mua kiếm. Ok. Bây giờ mình sẽ để cho anh Dịch gọi là đào đường để chui qua nhà của Sim với Kai nha bạn. Còn mình thì bây giờ mình sẽ mua kiếm nè. Đó, lên được kiếm kim cương rồi nè. Rồi lên thêm được là kiếm đại bảo. Rồi, kiếm xương rồng. Quầy cái tên ngầu vậy. Rồi, kiếm rồng lửa. Wow. Rồi đến kiếm rồng độc. Ok, cái gì? Không đủ tiền. Trời ơi, còn một block nữa mà không đủ tiền. Từ mình sẽ xuống đây đổi tiền. Anh tự đi, anh tự đi đi em. Gì anh? Đâu đồ, tiền đâu? Đưa em. Ném, có không? Mặt, ném trên mặt. Ném nút vào mặt. Ui, nhiều thế. Quá trời nút vàng luôn bạn ơi. Lấm. Trời, cảm ơn anh nha. Ok rồi, đổi tiếp bạn ơi. Bây giờ thì mình đã đủ rồi nè. Bây giờ mình sẽ lên kiếm rồng độc luôn. Đó. Ok, để mình lấy cái kiếm ra coi nó có đẹp nha. Ok, lấy cây kiếm đó nè. Wow, bạn ơi, bạn coi cái kiếm nè. Ủa mà sao cái cây kiếm nhìn nó bay ta, nó không có dính vô cái tay của mình. Ủa sao cái kiếm nó không có dính vô tay mình ta? Ủa kỳ vậy? Ủa, effect. Ok, trời ơi. Ok rồi, mình đã có được cây kiếm rồng độc rồi anh em ơi. Bây giờ qua giết Kairon với Simmy thôi. Đi thôi nhìn. Simmy, em ngó qua cái lỗ kìa, ngó qua lỗ nhìn kìa. Ôi, em thấy Simmy, em thấy Simmy. Ôi, lại đánh thái nè. 3, 2, 1, ấy. Ok rồi, tiến tấn công. Em cá chắc là Kairon với Simmy chưa có gì đâu. Kairon mới có cái gậy hả? Kairon nè. Ở Simmy đang mãi mê Mai ấy bạn ơi. Mai nè. Ok. Hai mạng rồi. Dịch ơi, bình tĩnh. Kairon đâu? Kairon gáy nè. Simmy đâu? Ủa Simmy rồi. Simmy chạy đâu rồi? Kairon làm sao mà đấu lại được cây kiếm đồng đồng của mình? Kairon nè. Simmy có kiếm kim cương hả? Nhưng mà làm sao mạnh bằng tôi được? Chết đi. Ok. Ui giời bạn ơi. Một mình có kiếm là không đủ, mình phải mua kiếm cho anh Dịch nữa bạn ơi. Anh Dịch đang chưa có kiếm, anh Dịch bị Simmy giết rồi. Trời ơi. Anh Dịch ơi. Vậy mua đồ. Em cho anh vàng nè, anh cho anh vàng nè. Bây giờ anh mua kiếm đi, anh mua kiếm thật là mạnh đi. Kiếm kim cương cũng được, miễn là mạnh là được. Ok, còn có vài phút nữa bọn mình sẽ chiến thắng chắc rồi. Cố lên anh. Ok rồi. Để em tranh thủ á, anh đang mua kiếm em chạy qua em giết mấy người đó trước nha. Ok Simmy kìa. Simmy, chết đi. Simmy nè. Kairon nè. Ok, giết hết luôn. Simmy đây. Simmy nè. Kairon đây. Bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Có bao nhiêu vàng đưa hết đây trước khi tôi giết hai người?
đưa đây. Đây. Có nhiều đây, vàng đây, đưa hết đây. Ok rồi. Biết cũng biết điều đó, nhưng mà trước sau vậy tôi cũng giết rồi. Chết đi. Chết đi. Chết nè, Simi đâu? Simi đâu? À Simi chạy, Simi chạy. Simi chạy. Ha nè. Chết queo luôn mày ơi. Dí đi. Dí hả? Dí nè. Cái đó đứng lại cái đó. Dịch ơi, còn có 2 phút nè, cố lên anh. À Simi đây nè, giết Simi. Giết Simi nè. Tại vì Simi là team của Kai làm gì? Ngứa mắt giết luôn. Ờ giết luôn. Dí mình đi. À dí hả? Dí nè. Này thì dí nè. Rồi Simi đâu? À Simi vẫn tiếp tục mai. Ok. Simi với Kairon kỳ này thua chắc rồi. Kairon đứng lại. Kairon đứng lại. Kairon đứng lại. Không được chạy. Chạy. Đứng lại, Kairon ơi. Ui ơi, Kairon chạy nhanh đi. Chạy. Chạy nè. Ơi Dịch ơi, còn 2 phút nữa anh em mình quay về đây, anh em mình mua súng đi anh. Nãy hình như là em thấy nó có bán súng hay sao á. Ok, để em xem. Lên đầu Sim ơi. Ồ nè, có bán súng nè. Để em mua súng. Ok, đổi tiền nè. Mình sẽ đổi lên thành block vàng nha. Ok. Rồi, sẽ bấm vào đây. Mua đầu tiên là sẽ phải mua cây súng cool trước nè, sau đó là bắt đầu mua cây tiểu liên, sau đó là mua cây đại liên luôn. Rồi. Ok, có cây đại liên rồi. Bây giờ để xem coi mình có lên được cây súng ngắm không ta. Ơi không được, thiếu tiền. Ờ không sao. Có cây đại liên rồi, được rồi. Ui, bắn nè. Ok, hợp lý. Để chạy qua giết Kairon với Simi các bạn ơi. Mình sẽ chạy ra phía sau nha. Ok, chạy qua đây. Chạy qua đây nè. Rồi. Ủa Kairon Sim kìa. Đang mua đồ. Kairon. Kairon nè. Simi giết nè. Cái rồi xong chết queo mình luôn. Ok. Hồi sinh nè. Kairon nè. Kairon. Rồi xong chết queo mình luôn mày ơi. Ui, team bên kia cũng có súng rồi. Ok, không sao. Team mình đang được 23 điểm, team Kairon chỉ mới được có 3 điểm thôi. Có nghĩa là team Kairon với Simi là thua bọn mình đến 20 điểm lận. Làm sao mà thắng bọn mình được? Sim ơi, thôi bây giờ mình ra ngoài mình giao lưu đi Sim. Mình ra ngoài đây mình giao lưu đi. Mình không đánh nhau nữa. Ê, giao lưu hả? Simi cầm súng hả? Con gái mà chơi súng hả? Ok. Chạy, mấy người đó có súng mấy bạn ơi, chạy. Chỗ mấy bạn ơi bắn mình kìa. Chỗ bắn. Mấy người đó bắn mình mấy bạn ơi. Ok. Giờ đây, em nghĩ là bọn mình phải mua thêm giáp anh ơi. Ok. Thôi chắc không cần đâu. Còn có chút xíu nữa. Mr. Dịch. Cái hay lắm Dịch ơi, bắn hay lắm. Ok. Simi. Rồi anh Dịch chết queo luôn. Simi đâu? Xả đạn đây. À Simi chạy bạn ơi. Simi chạy nè. Cái đó đâu? Cái đó. Ai da. Win rồi, còn có 3 phút nữa. À nhầm 3 giây, nhầm. Win. Yeah. Team Phong Cận và Mr. Dịch đã thắng được team Kairon và Simi các bạn ơi. Quá dữ anh em ơi. Ok. Này thì cho gáy to hả Kairon. Trời ơi. Ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình cùng với anh Mr. Dịch đã gọi là chiến đấu cùng với nhau để tiêu diệt được cặp đôi Simi Yandere và Kairon Yandere các bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình lại gọi là Yandere không? Bởi vì là Simi với Kairon bình thường là không xài kiếm, không xài súng, các bạn hiểu không? Tự nhiên hôm nay là xài kiếm xài súng mà chỉ có Yandere mới làm như vậy thôi các bạn hiểu không? Nhưng mà không sao, mình với lại anh Dịch vẫn chiến thắng được Simi và Kairon các bạn ơi. Mấy bạn thấy rằng là mình với anh Dịch gọi là farm nút vàng có ghê không? Mấy bạn thấy một mình đào nút vàng có ghê không? Đó. Ok gay. Ủa, anh Dịch với Kairon đang hùng nhau hay làm gì vậy? Hùng đâu? Trời, em thấy giống đang hùng nhau thì có, gớm quá vậy đây. Ok anh ơi. Thì trong trận này mình với anh Dịch đã gọi là cực kỳ gọi là hợp tác với nhau và đã chiến thắng được Simi và Kairon rồi. Trời, từ nãy giờ thiệt thời luôn. Mình nói khen cổ giọng cô họng luôn á. Ok. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ bấm subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho anh em trong thành viên của Hero Team nha. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye. Cô đưa vào nè.